Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thế giới Minecraft vùng đất thánh. Hiện tại thì mình không còn ăn nhờ ở đậu nhà mấy bác dân làng nữa rồi. Mình đang dự định là xây một cái ngôi nhà riêng cho mình ở gần làng luôn ha, để mình dễ dàng lại làng làm việc nè, cũng như là giúp đỡ mấy bác dân làng nữa. Và trong lúc rảnh thì mình có farm thêm đồ ăn đó nha. Mình sẽ không ăn khoai tây bỏ lò nữa đâu. Lúc đói lắm thì mới ăn thôi. Mình sẽ ăn thịt bò để cho nó lâu hơn á, cũng như là nó hồi phục tốt hơn nữa. Rồi, và trong ngày hôm nay thì công việc mình muốn làm nhất đó chính là cường hóa đồ lên. Tại vì hiện tại thì cái đồ của mình á, nó còn khá là yếu nè, đồ sắt thôi. Dụng cụ thì cũng không còn cái gì tại nó nát hết rồi. Nên mình quyết định sẽ làm một set dụng cụ mới ha. Bao gồm để mình làm trước một cây cúp đi, là một thứ rất là quan trọng luôn, để mình có thể đào được khoáng sản. Đây, mình sẽ làm một cây cúp kim cương ha. Đó, ổn áp liền. Bên cạnh đó thì mình sẽ làm một cái vũ khí cũng bằng kim cương luôn, nhưng mà không phải là cái kiếm kim cương bình thường. Mình sẽ làm một cây kiếm kim cương phiên bản siêu to khổng lồ ha. Nó có tới 13 sức tấn công lận, mạnh hơn kiếm kim cương hình như là 5 sức tấn công luôn. Đấy, ôi trời ơi, quá xà lách thiệt. Nhưng mà cái này thì nó đánh sẽ hơi chậm một xíu ha. Không sao, đánh đổi thôi. Mình lấy một chút tốc độ đánh bù cho sát thương ha. Giờ còn thiếu gì không? Khiên, đúng rồi. Cái khiên của mình thì là khiên gỗ thôi. Mình muốn nâng nó lên một cái khiên bằng sắt luôn. Tại vì kim cương thì mình để dành những gì khác rồi nè. Ôi, hết sắt hả? Đây, sắt đây, làm gì hết được. Mình sẽ làm một cái khiên bằng sắt luôn ha. Công thức của nó hơi đặc biệt một xíu là như vậy. Đấy, vậy là mình đã có được khiên sắt rồi. Độ bền nó cao hơn hẳn cái khiên gỗ ha. Trang bị vô. Đó, giáp sắt. Nhưng mà kiếm là kiếm kim cương nha. Rồi, ngủ giấc ở nhà mới coi. Ngủ đi không thôi. Tối zombie các thứ nó lại, nó làm phiền mình với mấy bác dân làng thì mệt. Giờ thì còn thiếu gì không ta? Để mình coi coi. Ừ, thiếu một cái ủng. Mình đang mặc đồ sắt mà, nhưng mà chưa có ủng nữa. Đây, làm luôn cái ủng bằng sắt. Cho full set đồ trước đây. Đấy, xong phim liền. Còn giờ là còn thiếu thiếu công trình để đi khám phá thôi, chứ không còn thiếu gì hết á. đầy đủ rồi, bây giờ là có thể tự tin đi khám phá được rồi. Mình sẽ mang theo một chút gỗ ha, để có gì mình làm những cây đuốc. Một chút thôi. Rồi, một chút than nữa. Đó, xong phim. Đây là toàn bộ những thứ mà mình cần trong chuyến khám phá này. Giờ thì mình sẽ đi luôn ha. Lúc ở đây á, thì mình thấy gần cái ngôi làng có một cái chỗ đằng kia kìa, khá là giống một cái đường vào công trình đó. Cùng mình qua bên đó kiểm tra thử ha. Đây là cái chỗ gần nhà mình nên mình sẽ ưu tiên mình khám phá trước. Rồi luôn, hiểu luôn. Đây không phải là công trình rồi, mà chỉ là một cái ngôi làng ở dưới hang á. Nè, có bé dân làng nè. Ui, bác dân làng này đến từ biển cả hay sao á. Đổi những khối lăn trụ biển nè, rồi đổi đèn biển nữa nè. Quá trời dân làng như này luôn. Có người sắt rồi, có mèo các thứ nè. Có rương luôn, ui, có rương. Trời ơi, nghèo vậy. Gặp mấy bác dân làng nghèo khổ rồi. Có vẻ là sống ở dưới hang nên không được giàu có cho lắm. Có một hộp vàng luôn kìa. Mấy bác này nghèo gách mộng tơi hả. Rồi, tha cho mấy bác đó. Vậy là đây không phải là cái đường vào công trình gì đặc biệt ha. Chỉ là một cái ngôi làng ở dưới lòng đất thôi. Ôi, còn đường đi xuống nữa nè. À, được đấy. Để mình đi thám thính tình hình thử. Ở đây là một nơi sâu hơn trong ngôi làng đó. Có hẳn một cái chỗ để câu cá luôn nè. Ui, mấy bác này đầu tư vậy ta. Làm hẳn nguyên một cái đường ngầm ở dưới chỉ để đi câu cá thôi. U là trời. Mấy bác này cũng rảnh dữ lắm. Nếu vậy thì mình đành phải rời khỏi đây thôi. Và đi tìm một cái vùng đất mới ha. Hôm nay thì mục tiêu của mình á là sẽ tìm được một cái
công trình hoặc là một con boss đầu tiên để mình test sức mạnh cái đã. Tại vì đồ đạc bây giờ của mình cũng tương đối là ok rồi. Bây giờ chỉ cần gặp công trình với boss thôi là chiến được rồi đó. Bây giờ mình đang hơi bị sung luôn. Phía bên đây hình như là cái cánh rừng hoa anh đào thì phải. Wow, đẹp vậy. Nguyên một cánh rừng hoa anh đào to đùng luôn. Được, đi khám phá một xíu đi. Qua đây luôn. Liệu rằng trong cánh rừng hoa anh đào này có những cái công trình gì không ta? Con vật trong đây thì mình thấy cũng không có nhiều nè. Nãy giờ chưa thấy con gì trong cánh rừng luôn. Có vẻ là đây khá yên bình luôn á. Ok, vậy thì đành phải đi tiếp thôi. Băng qua bên đây. Một xíu nữa mà gặp cái biển chắc mình làm luôn một cái thuyền á. Chứ mình đi bộ như vậy thì không ổn cho lắm. Và đằng này có những cái con này là con gà hay gì á? Midnight chicken. Gà bóng tối. Gà buổi tối nè. Yên thui thù lùi luôn. Ồ, nhưng mà vẫn gơ ra đồ bình thường á. Ồ, tưởng đâu Midnight chicken sẽ gơ ra gì đó VIP lắm chứ. Hồi nãy lúc mới đầu nhìn mình tưởng con gì không á. Tại vì gà gì đâu mà đen dữ. A few moments later. Rồi, mình phát hiện công trình rồi. Phía xa xa đằng này mình thấy có một tòa tháp đầu tiên nè. Cuối cùng. Đi một lúc trong cánh rừng thì mình đã tìm được một cái công trình đầu tiên rồi ha. Hy vọng là mình có thể kiểu như là đánh bại được tất cả những con quái trong công trình này và mang đồ xịn về ha. Và lối vào của công trình này nằm ở ngay đây luôn. Mình nghe tiếng có bọ phù thủy. Cẩn thận. Bọ phù thủy đó là hơi bị nguy hiểm đó. Làm thêm đuốc. Làm thêm một chút đuốc coi. Rồi. Chuẩn bị nha. Ủa, hình như bọ phù thủy ở tầng trên chứ không phải tầng này. Kì, có cái làm spot. U. Đó. Âu. Ui, trời ơi. Chưa gì đã chọi thuốc độc lên rồi. Đập làm spawn lẻ. Ow. Căng thiệt sự. Bả chọi. Ui, chọi tắt xương xuất thi nè. Phù thủy nè. Chơi mà chơi chọi thuốc độc. Chọi thuốc độc nè. Oh my god luôn. Những cái bầu phù thủy chơi thuốc độc rất là khó chịu ha. Suýt nữa thì đi mình rồi. Chỗ này có rương. Kim cương. Tuyệt vời. Rương đầu tiên đã có kim cương rồi. Có vẻ đây là một cái tòa tháp xịn rồi. Được nha. Ui. Đợi cho hết độc cái đã. Độc gì mà lâu vậy. Mười mấy giây lận. Mình phải đợi cho nó hồi phục hoàn toàn thì mới dám lên tiếp được. Khổ thiệt á. Thà gặp con xương hoặc là con zombie thì mình còn cụ nhây được, chứ gặp phù thủy là không có nhây được đâu. Mình phải cẩn thận á. Đó nữa kìa. Chơi cho thuốc độc hoài. Có làm spawn này đập luôn. Ghét ghê á. Cẩn thận. Bả chọi cái bình thuốc sát thương tức thì là mình đi á. Giờ thì phải đợi cho nó hồi phục lại. Tòa tháp đầu tiên là thấy hơi khó rồi. Tấn công cái nè núp. Uống thuốc hồi phục hả? Tầng này có rương không? Ồ, rương tầng này thì chỉ có sắt thôi. Đợi cho nó hồi máu thêm xíu nữa ha. Tầng này... Ồ, chưa, cấm đúc ra. Ui, xí hụt. Chọi mà chọi hụt. Ui, lần này chọi trúng rồi. Hết chọi hụt rồi. Có cái lầm spawn nè. Mình phải đập lẹ. Ui, chơi không chơi chọi thuốc độc mạnh nha. Cái này chắc mình mang tầm 10 cái xô sữa lên thì may ra mới khám phá được cái tòa tháp này thôi. Để mình giải độc á, chứ chọi thuốc độc như vậy hoài thì sao mà chơi lại. Kìa, có bầu tí. Bà đang rớt từ từ xuống. Bố tài luôn. Lậm que của bà rơi ra làm rớt luôn ha. Cày tê nhờ.
Cái này chiến này lành ít dữ nhiều rồi. Nghe tiếng thôi là đã thấy sợ sợ rồi đó. Hai ba bào luôn nè. Làm sao bom mình đập rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh với bà này phải bình tĩnh mới được. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sớm phiên. Mắc kẹt nè. Mình sẽ đứng ở đây để mình chặt mấy bả ha. Ao. Chúng đọc tiếp rồi. Ui không. Dọn cái lòng spawn phía trên lẻ thôi. Gặp những bập chơi mà đó chọi thuốc sát thương tức thì không ạ. Nguy hiểm quá đi. Mình phải tiêu diệt bả lẻ. Kìa kìa, còn có con xương đang lọt xuống nữa. Xương lạc rồi. Ui, ở trên hình như có thêm con xương nữa. Bà bồ tỷ không là mệt xỉu rồi, giờ còn có thêm con xương nữa. Căng đây, căng đây. Mà chơi chọi độc lâu, đúng lâu luôn, mười mấy giây không à. Không có mần ăn gì được. Con xương nè. À đây, cái làm spawn của nó. Đập lên. Rồi. Ủa, tầng dưới không có rương hả? What? À, đây có rương mà. Mà rương mình lấy đồ rồi. Mệt xỉu rồi. Lúc đầu tưởng đâu dễ sơi nhưng mà không dễ tí nào đâu. Càng lên càng thấy khó đấy. Cắm đốt lên cho chắc. Con nên ngủ giấc không ta? Mình thử mình để túi ngủ mình. Ơi, ngủ được luôn. Được, bây giờ mình chơi khô máu luôn nha. Hồi phục lại cái đi. Khô máu luôn. Lên. Ui, đông vậy, không khô máu nữa. Ui, sao đông như vậy? Trời, 4-5-3 luôn. Phù thủy nè. Áo. Chọi thuốc sát thương tức thì hả? Này thì chọi thuốc sát thương tức thì. Mình còn hình như phía trên là những con xương không à, nó đang bắn nhau. Hết phù thủy rồi, dễ sơi rồi. Mình sẽ đứng ở đây để mình chặt bọn chúng á. Đấy. Được. Con đồ lụm thêm. Con nào bước xuống là mình sẽ quýnh nó liền ha. Vàng pha thuốc tịch thu luôn. Búa địa ngục hả? Tịch thu hết. Lấy về nhà mình nấu thuốc. Rồi. Lên tiếp nào. Ừ, thôi mình đỡ được. Mình có khiên đấy. Bắn đi. Người bắn đi. Đập luôn cái lòng. Bắn đi. Hình như quét sạch xong cái tòa tháp này hay sao rồi. Mình hết nghe tiếng phù thủy hay tiếng xương rồi đó. Cuối cùng cũng xong. Mệt mỏi thiệt sự. Rồi để mình lên trên tầng cao nhất coi. Yes, chính xác rồi. Chỗ này đã sạch sẽ rồi. Nhưng mà tầng trên thì nó lại hơi nghèo thì phải. Ôi, có đúng tầng dưới là có kim cương thôi. Còn những tầng trên thì nó toàn là thứ gì đâu không à. Thứ mấy thứ lặt vặt không à. Hơi buồn một xíu. Rồi, tịch thu mấy thứ này rồi. Chắc mình sẽ đi tiếp thôi ha. Được mỗi một viên kim cương với một viên ngọc lục bảo là xịn. Ok. Giờ thì đi thôi. Lấy cái xô nước ra. Làm một pha nhảy đặt xô nước nè. Không biết có được hay không đây. Rồi, chơi luôn. Sợ gì. Đi tiếp. Hồi nãy đi từ hướng bên kia qua đây rồi đúng không? Mình sẽ đi tiếp qua hướng bên này ha. Tại vì nó đang có vẻ là may mắn nè. Ê, con này là con vịt nè. Con vịt cổ dài. Hôm qua gặp con vịt cổ ngắn, hôm bữa nay gặp con vịt cổ dài rồi ha. Hình như con đó là con vịt ta của mình thì phải. Nhìn đúng hài luôn á. Rồi, đi trên những cái tán lá. Ôi, trời ơi, định đi trên tán lá rồi gớt mất tiêu rồi. Hồi nãy mình có lấy bánh mì không? Ôi không, hồi nãy mình quên lấy bánh mì. Mình gần hết thịt rồi mà mình quên lấy bánh mì nữa. Xíu chắc ăn thịt sống luôn quá. Gần hết thịt chín rồi. Ngoài ra mình còn gặp thêm được một cái cánh rừng nhiệt đới nữa kìa. Wow. Cánh rừng nhiệt đới này hơi bị bự luôn á nha. Để coi trong rừng trong rú nó có cái gì nguy hiểm hay không. Hay là công trình gì khác hay không. Nhưng mà trong đó nhìn hơi sợ ấy. Rừng rậm không à. Thôi vô luôn. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Ủa gì. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ dễ có đồ nhất.
Để cùng mình vô đây kiểm tra thử ha. Nó có tre nữa nè. Lấy tre về trang trí được á. Ok. Lấy một chút tre về đi. Ồ, nó còn có lá tre nữa. Ui sao tối vậy? Giờ con nào trong trong mấy bụi cây nó nhào ra nó hù mình, chắc đứng tìm đây luôn. Ui có xương. Nguy hiểm vậy. Thấy không? Không có quái. Nhưng mà bắt đầu có những con xương nó rình rình rồi đó. Con đó chuyên gia nó gần nó bắn lén mình chứ không đâu hết á. Rồi. Ngoài ra thì còn Ủa có tổ ong luôn. Ồ. Chơi trò cảm giác mạnh không? À mà thôi đi. Mình định chọc tổ ong á. Nhưng mà thôi. Hồi nãy mới trúng độc từ mấy bầu thủy mệt lắm rồi. Không muốn trúng thêm độc của mấy con ong đâu. Đây có một cái hang. Thôi băng qua hướng bên này đi. Trong rừng người thì cũng đẹp đấy chứ. Có điều hơi tăm tối một xíu thôi. Băng qua. Ê, mình phát hiện ra trong rừng có ngôi đền. Ồ, lại có chỗ để mình có thể khám phá rồi. Ôi còn có những con, những cái em cá heo ở dưới sông nữa nữa. Ê, lạ vậy, cá heo mà sống ở dưới sông hả? What? Còn có tàu bay ở phía trên nữa kìa. Đẹp vậy. The Gem of the Jungle. Mình mở được một cái thành tựu gì đó rồi nè. Có vẻ là mình phải đập cái chỗ này để mình đi xuống dưới đó. Hơi nguy hiểm nha. Rồi đi xuống. Mình sẽ lấy xô nước lại để có gì mình dập lửa nữa. Ui quá trời tiếng quái luôn. Hình như đây là một dạng mê cung á. Cái gì đây? Get out! Nó kêu mình đi ra ra khỏi đây. Nhưng mà đâu dễ để dụ mình như vậy. Trời ơi, mình lỡ vô đây rồi. Đương nhiên là mình không sợ rồi. Đuổi mình đi mình cũng không đi đâu. Gì đây? John C in E F36 Hepfin Stop là gì á? Ký hiệu gì á? Cửa sập gì nữa đây? Ui hình như đây là ký hiệu của những người mà người ta đã từng lạc vô đây, người ta để lại hay sao? Ui. Gì thế vậy? Ui quái trong đây nó trâu lắm. Tôi xong rồi. Ok. Mấy con quái ở trong đây nó đúng trâu luôn á. Cái cúp, ủa cái kiếm của mình thì đánh còn chậm nữa chứ. Trả thù mới được. Trời trời trời, nó đập một phát hai máu của mình. Đúng mạnh luôn. Hồi sao phiên còn nữa hả? Trời trời trời. Nguy hiểm quá đi. Ui nó gửi ra nón dân làng. Cái nón này mình có thể đội vô được không vậy? Ô mình đội vô được đấy. Mình thành lộc hai lúa rồi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ồ trong đây nó có lòng spawn nè, đập liền, đập liền. Lòng spawn nè. Tập tu hết. Có sách cường hóa luôn. Nạp nhanh với gia tài 2. Quá tốt, mình có thể ép vô cây kiếm của mình á. Ủa gì cây cúp của mình để mình có dòng gia tài. Đào kim cương sẽ nhiều hơn. Quá đã, quá đã. Ui trong đây bắt đầu mình thấy sợ sợ rồi đó. Hồi nãy ai kêu mình đi ra vậy? Nó biết gì mình nghe lời được cơ. Ui liều mình vô đây giờ. Giờ hơi run rồi đó. Đường này đừng công mày. Thôi kệ lỡ rồi. Phóng lao theo lao luôn. Ui. Mèn đét ơi, nó chơi cúc hạ mình hơn. Có bạn nào bị giật mình không? Chứ mình là phải đó hơi đứng tìm đó. Cái gì đâu mà chơi kỳ cục à. Chơi mà hù sau lưng vậy. Đổi hướng khác đi, hướng này ghê quá. Cái nè, get out. Ok. Tôi không get out mà tôi đi tiếp được không?
Tôi phải trả thù mới được. Chơi mà chơi hù người ta. Tiếp luôn. Liều ăn nhiều. Ủa mà hết này hết được đường đi rồi. Hồi nãy mình thấy cái ngôi đền này nó cũng bự lắm mà ta. Sao nó có chỉ có vài lối đi thôi hả? Dí xa xa lại có thêm cái nhà gì kìa. Hên là mình kiểu mình ưa nhảy nhảy á, cái mình phát hiện cái mái nhà á, chứ không thôi là mình bỏ qua cái chỗ này rồi. Khá là nguy hiểm nha, tại vì ở phía trước nó là cái lồng đèn linh hồn. Ở bên trong nó còn có những cái đầu lâu của những con sương nữa. Thế ghê vậy. Ui chỗ này quen vậy. Ồ, chỗ này quen. Rồi luôn. Hiểu. Ui hết hồn, cái này cái giá treo đầu hả? Ý, làm được cái đầu xương đen nè. Ui giời ơi. Có xương. Ê, đừng manh động. Đừng manh động nha mấy tên nhóc này. Nó giấu cái lòng spawn ở dưới kìa. Chơi mà giấu lòng spawn. Cắm đuốc lên. Đập mấy cái chậu này cũng được rất là nhiều đồ nha. Ui, đập một phát được cái đống đồ luôn. Mà đồ lặt vặt không à. Mình sẽ cất bớt vô trong á. Còn gì khác đập được không? Nè còn mấy cái chậu này nè. Ồ, pha lê. Thạch ánh tím. Còn đây cái chậu nữa. Được cái áo gì đây? Áo bảo vệ có vật được bắn ra. Ok. Và ở phía dưới này là một cái đường hầm bí mật nữa. Đó. Nghe tiếng một bé dân làng bị bắt cóc rồi nè. Ui. Đâu vậy? Ui. Mấy tên bắt cóc dân làng. Hai tên luôn. Rồi xong rồi. Mình đã tiêu diệt hết mấy tên bắt cóc rồi. Giờ thì tìm mấy bác dân làng để giải cứu cho mấy bác ấy thôi. Đây. Một bác, hai bác nè. Mình sẽ tạo một cái đường ra cho mấy bác dân làng này. Thương lắm mới cứu rồi nha. Không thương là không cứu rồi. Đi ra đường này nè mấy bác ơi. Cái gì đây? Trời ơi, bác dân làng ơi. Bởi vì mình đã cố gắng đến vậy rồi mà mấy dân làng vẫn đâm đầu vô đường chết. Thôi, mình chịu thua. Mấy dân làng này được. Ôi không. Tên rồi luôn, tên bắt cóc dân làng thủ tiêu bác ấy luôn. Kiểu như bịch đầu mối luôn rồi á. Ồ, có cái nón kim cương nữa. Đã vậy. Đổi liền, lên đời liền. Nguy hiểm vậy, hình như nó còn cái lòng spawn đâu đây thì bá. Cái khối này cứng quá, mình đào không nổi. À nè, cái lòng spawn nè. Hèn chi. Nó cứ đẻ ra liên tục à. Thêm một cái nón kim cương nhưng mà bị dính lên nguyền rồi. Ờ có đồ ăn mới. Tốt qua đi. Mình coi còn đồ nào giá trị mình lấy được không. Có cái này cái dạng pha thuốc lượm được. Hai dạng pha thuốc luôn. Ok, như chị. Ồ, còn một cái quặng kim cương nữa chứ. Suýt nữa thì mình quên cái này rồi. Lượm quặng kim cương luôn ha. Quá nhiều đồ. Tuy là thiệt hại hai bác ăn làng nhưng mà đánh đổi lại thì mình được khá đồ ha. Trong đó có cả nón kim cương nữa. Quá là tốt luôn. Giờ thì mình sẽ tiến hành đi lên trên một tí. Lên trên này cũng nguy hiểm lắm á. Rồi, từ. Đó, mình phải kiểm tra từ như vậy nè, cho chắc ha. Cho coi nó có dấu đồ gì ở đây không. Nó không có dấu đồ. Ủa, trong này có quá trời pha lê tím luôn nè. À, cái này là cái toilet. Vậy là chắc phải đi lên tầng trên nữa rồi. Ui, chính xác. Tên nào xuống là mình sẽ quýnh vô chân liền. Xuống đây, đúng rồi, xuống đây. Ngon, xuống đây. Mình quýnh cho ha. Ngất xỉu luôn cho coi, xuống đây.
ngon xuống đây. Đúng rồi. Mình chơi bài dụ địch các bạn à. Đấy, mà sẽ dụ cho bọn chúng đi xuống để đánh á. Dụ địch nè. Đấy, mình tận dụng những cái tơ nhện liền. Này thì bắt cóc dân làng. Ở đây nó vẫn còn cái lồng spawn của mấy tên đó đó. Nên mình phải tìm cho kỹ mới được. Không biết là nó giấu ở đâu ấy. Trong đây còn có nến nữa nè. Ui, đây còn tên. Ăn mắc kẹt ở trong cái màn nhện. U là trời. Cái này thì chỉ có da thôi. Ê, hay là giờ mình làm một cái ba lô luôn ha. Mình có cái rương nè. Mình sẽ làm một cái ba lô luôn đi. Đập ra. Làm một cái bàn chết. Ê. Ao. Nguy hiểm nha. Mình lượm gỗ mình làm một cái bàn chế tạo coi. Vứt ra. Nhiều đồ quá, bây giờ cần phải có một cái ba lô gấp thôi. Đó, mình sẽ được một cái ba lô như vậy. Mình sẽ đeo lên người. Đó, nó chứa được một xíu đồ nữa. Định làm gì? Định làm gì? Đó, nó cứ hù hù mình như vậy thôi à. Sợ muốn xỉu luôn. Ôi ôi, cái tầng cao nhất mà đồ nó nghèo nha. Đập thử cái rương coi. Rồi luôn, rương không có đồ luôn. Hiểu số phận này chứ. Cái tầng cao nhất mình tưởng là sẽ được cả đống đồ xịn nhưng mà khá là thất vọng ha. Thôi, rời khỏi đây thôi, chỗ này nguy hiểm quá. Vô chủ yếu là mình lấy cái kim cương nè, cũng như là cái nón kim cương về thôi ha. Hai món đồ đó là mình thấy ưng nhất đó. Ở phía bên ngoài á thì nó có một lớp xương nè, nhìn rất là ghê ha. Ngôi nhà này đáng sợ quá đi. Đến một lần thôi, không đến lần thứ hai đâu. Vô suýt nữa là bị mấy cái tên mà bắt cóc dân làng úp sọt rồi. Sợ muốn xỉu luôn. Phía bên kia là vùng băng á ta. Được á, vậy là mình hôm nay lại tìm thêm một vùng đất mới nữa rồi. Một vùng đất băng giá ở giữa biển á. Chắc bây giờ mình phải quay xe về thôi. Đi cũng khá là lâu rồi, về mình cất đồ các thứ nữa. Ok, thôi chắc đi về nè. Sau khi trở về nhà thì chắc mình sẽ gom gom sắt mình có được. Mình coi coi có đủ làm cái đeo không nha. Đây, mình sẽ gom hết sắt. Rồi luôn, có vẻ là không đủ rồi. Ê, còn sắt trong ba lô nữa. Tuyệt vời. Tại vì hồi nãy á, mình có tìm được một cái quyển sách có dòng gia tài cấp độ 2 luôn. Đâu rồi, cấp đây. Ủa, sách gia tài đâu? Này nè, gia tài 2 nè. Nó, có nên ép vô không ta? Nếu mà bây giờ mình ép thì cũng được đi, nhưng mà mình cũng gần đủ làm bàn enchant rồi. Hay là mình để dành khi nào đủ làm bàn enchant, mình enchant một cái rồi sau đó là ép vô ha. Như vậy thì nhiều khi mình lại có thêm nhiều cái dòng cường hóa xịn hơn thì sao? Cũng đúng. Rồi, và trong thời gian rảnh á, mình sẽ cố gắng farm thật là nhiều mía ha. Tại vì mình đang trồng mía nè, mình farm cũng gần đủ rồi. Để mình làm một cái bàn cường hóa trong tương lai. Nâng cấp dụng cụ nè, vũ khí cũng như áo giáp mình lên. Chứ hôm nay, tuy là có đồ xịn hơn rồi đó, nhưng mà mình vẫn bị ăn hành tương đối là nhiều luôn. Rồi, mong rằng những chiến mới sau thì mình sẽ không còn ăn hành giống như vậy ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những chiến khám phá kế tiếp. Bye bye.